Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài học mang tên đó chính là Tiếng Việt, chương trình địa phương rèn luyện chính tả, viết đúng thanh hỏi, thanh ngã. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương ngữ và phương ngữ Việt Nam. Tiếng Việt là ngôn ngữ thống nhất về mặt chữ viết nhưng đa dạng về mặt phát âm tùy theo từng vùng miền, đó gọi là phương ngữ. Phương ngữ Trung Bộ và phương ngữ Nam Bộ thường phát âm và viết sai dấu hỏi, dấu ngã. Chúng ta sẽ cùng xem phần 2 La Mã để tìm hiểu về quy tắc viết đúng dấu thanh hỏi, ngã. Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy tắc đối với từ lái tiếng Việt và đối với từ Hán Việt. Đầu tiên, đối với từ lái tiếng Việt thì trong từ lái tiếng Việt thanh điệu phối hợp theo hai nhóm, đó là quyền ngã nặng. Nhóm thứ hai đó chính là hỏi sắc không. Khi một trong hai tiếng của từ lái có thanh huyền hoặc thanh nặng thì tiếng còn lại sẽ có thanh ngã. Ví dụ là từ thừa thải, mạnh mẽ, nghĩ ngợi. Và khi một hai tiếng của từ lái có thanh sắc hoặc thanh ngang thì tiếng còn lại có thanh hỏi. Ví dụ là từ mát mẻ, vớ vẩn, nông nổi. Vậy thì trường hợp cả hai tiếng đều có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có hai cách để viết đúng. Nếu từ lái có tiếng gốc, dựa vào nghĩa của tiếng gốc để xác định thanh của tiếng này, đó cũng là thanh của tiếng còn lại. Ví dụ là lỏng lẻo, lẩn thẩn, rỗi rãi, cũ kỹ. Nếu đó là từ lái tượng thanh, tượng hình, thì hãy viết nhiều để quen mắt. Ví dụ như là mũm mĩm, lẻo đẻo, lẩm cẩm, thủng thỉnh. Vậy thì đối với từ Hán Việt thì quy tắc được viết như thế nào? Quy tắc viết hỏi ngã như sau. Chúng ta sẽ ghi nhớ cái câu như thế này: mình nên nhớ viết liền dấu ngã. Nghĩa là các từ có phụ âm đầu viết là m, n, ng, nh, v, l, g đều có thanh ngã. Ví dụ như là mã lực, mẫu số, ngữ âm, vãng lai, lẫm liệt, vĩ nhân. Như vậy, các từ, từ tố Hán Việt có phụ âm đầu không phải là các phụ âm đầu thuộc nhóm trên thì có thanh hỏi. Ví dụ là từ giải trí, khoáng sản, thưởng thức. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu một số quy tắc viết đúng dấu thanh hỏi, thanh ngã đối với từ lái tiếng Việt cũng như là đối với từ Hán Việt. Vậy thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Ở phần luyện tập này, chúng ta về nhà ghi vào vở những câu mà in nghiêng, in đậm. Chúng ta sẽ cùng điền dấu hỏi, dấu ngã sao cho đúng những cái từ trong đây. Đây là bài tập thứ nhất. Bài tập thứ hai, điền dấu hỏi hay dấu ngã vào các từ Hán Việt sau đây. Ở hai bài tập này, chúng ta sẽ cùng làm vào vở. Sau đó, sau khi vào học thì cô sẽ kiểm tra. Sau khi làm xong thì các em gửi mail lại địa chỉ mail cho cô, thì cô sẽ dựa vào trên mail để chấm bài cho các em ha. Hoặc là chúng ta sẽ cùng gửi qua nhóm Zalo. Vậy thì cô sẽ cho các em thêm một bài tập, đó chính là viết một đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu miêu tả trường em, chú ý thanh hỏi, thanh ngã. Chúng ta thấy là chúng ta sẽ cùng lập sổ tay chính tả này để phân biệt các từ dễ viết sai, chuẩn bị bài phương pháp tả cảnh. Chúng ta là xác định được đối tượng miêu tả, các hình ảnh tiêu biểu, trình tự miêu tả trong đoạn văn sách giáo khoa trang 45-46. Xác định bố cục, dàn ý văn bản, lũy làng. Tìm ý cho bài văn miêu tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn. Lập dàn ý cho văn biển đẹp. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì hai bài tập cô giao cho các em thì các em tranh thủ hoàn thành. Chúng ta có thể, như cô đã nói thì chúng ta có thể chụp bài gửi vào nhóm Zalo của lớp, hoặc là chúng ta có thể gửi mail cho cô.
Thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi.